Tối nay, sau khi chở khách về Đào Tấn, trên đường về qua Nguyễn Chí Thanh gặp hai cha con anh. Anh đang đút từng thìa cháo cho cô con gái hơn 2 tuổi ngay trên vỉa hè. Thấy tội quá nên mình dừng xe lại biếu anh 20.000 và hỏi thăm thì được anh cho biết, hai bố con anh quê Bắc Giang vì cháu bé bị viêm gan bờ nên anh đưa con lên Hà Nội khám chữa bệnh cho con. Vợ anh thì đã mất ngay sau khi sanh cháu, còn bản thân anh vì nghèo quá không có tiền nên hàng ngày đi khắp Hà Nội bơm giá xe lưu động cùng chiếc xe đạp với đồ nghề của mình để kiếm tiền lo chữa bệnh cho con. Dù khó khăn là vậy nhưng anh không dễ dàng nhận sự chia sẻ, phải năn nỉ mãi anh mới nhận 20.000 của mình. Tiếc là mình cũng nghèo nên không giúp được gì cho cha con anh dù thấy thương lắm. Mọi người nếu ai gặp thì chia sẻ chút xíu tình thương với cha con anh nhé. Người cha ngồi đút cháo cho con bên đường. Trên đây là câu chuyện của một chàng trai chia sẻ trên mạng xã hội. Đi trên đường, thấy một người đàn ông đang bế trên tay một đứa trẻ, đút cho nó từng thìa cháo, chàng trai này đã không khỏi tò mò dừng xe tiến lại hỏi thăm. Biết được hoàn cảnh của hai cha con, anh càng thấy xót xa và muốn gửi tặng họ một số tiền ít ỏi đủ cho một bữa ăn giản đơn. Thế nhưng người cha ấy đã từ chối và anh phải năn nỉ mãi ông mới cầm số tiền như một món quà cho đứa trẻ. Giữa dòng xe cộ hối hả, giữa ánh đèn phố xa hoa lộng lẫy, hình ảnh hai cha con quả thực khiến bất cứ ai thấy cũng phải đau lòng. Mong đứa bé sẽ nhanh chóng khỏi bệnh để cha của em có thể yên tâm, tiếp tục công việc, để cuộc sống hai cha con đỡ chật vật hơn.